Hello mọi người, mình là Audio Cycle đến từ Audio Tinh Tế và trước mắt các bạn đây là cái loa JBL PartyBox Stage 320. Nó là cái dòng cao hơn, nâng cấp hơn so với cái dòng PartyBox 310 hoặc là 300 mà ngày trước mình đã từng review và mình từng giới thiệu với các bạn. Thì đối với cái con Stage 320 này nó khác với những con khác là như thế nào? Về cái cấu hình của loa thì nó vẫn sẽ có hai cái loa Twitter Dome, có nghĩa là hai cái tweeter hình cầu để mà nó đánh cho dải cao, và hai cái củ loa woofer 16.5mm để mà nó đánh cho dải trung và dải trầm. Đối với PartyBox Stage 320 thì JBL họ ứng dụng một cái công nghệ tên là JBL Pro Sound, thì nó đại diện cho hai cái củ loa woofer 6.5 inch và hai cái củ loa tweeter 25mm. Woofer thì sẽ đánh cho dải trung trầm và còn tweeter nó sẽ đánh cho dải trung cao. Nhưng mà khi mà mình nghe thì mình thấy là tới cái đời S3 Stage 320 này thì cái âm sắc ở dải cao và cái trung âm ở dải cao, có nghĩa là giọng vocal nữ là tiếng piano hoặc là tiếng violin, tiếng guitar, mà nhất là guitar dây sắt, nó sáng hơn, chi tiết hơn và trong hơn. Thì mình nghĩ là do bản thân JBL đối với cái dòng PartyBox Stage 320 này thì họ định hướng nó là một cái loa dùng để trình diễn, dành cho những bạn nào mà yêu thích văn nghệ, yêu thích ca hát, thích tụ tập, thích offline, thích camping, dạng dạng như vậy. Tại vì ở phía sau nó thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có hai cái ngõ microphone input. Ở hai cái ngõ microphone input này thì một ngõ là cho thuần microphone input luôn, và ở dưới cái ngõ microphone input nó cho các bạn cái nút gain để mà có thể điều chỉnh được cái gain của microphone để các bạn có thể chỉnh cho nó phù hợp với lại cái hơi của giọng mình. Và cái ngõ thứ hai là cái ngõ vừa là microphone input, hoặc là các bạn có thể đổi nó, chuyển đổi nó thành một cái ngõ guitar input gắn đàn vô và chơi. Thì mình thấy là đối với PartyBox Stage 320, cái phần input ở phía sau của nó dành cho microphone, dành cho auxiliary input hoặc là cái đầu đọc USB của nó được làm tốt hơn nhiều so với lại con 310. Thì như vậy là mình thấy đối với cái con PartyBox Stage 320 này thì cái phần input của nó, hai cái ngõ input của nó làm khá là tốt, và cộng với lại cái hệ thống tone control, có nghĩa là cái hệ thống để mà chỉnh âm sắc dành cho microphone ở phía trên của loa, thì rõ ràng con này nó được chăm chút và chu đáo hơn, nâng cấp toàn diện hơn dành cho cái phần để mà hát, nói, trải nghiệm. Cà phê sáng với tôi được không? Trường tôi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng. Từng nơi đang ngủ trưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Chỉ vì chẳng muốn yêu ai. Ví dụ như các bạn có thể dùng một cái loa này và các bạn có thể tổ chức một cái mini concert, dạng như là một bạn rapper nào đó hoặc là một bạn trình diễn nghệ sĩ đường phố nào đó mà muốn có một cái âm thanh hay, có tích hợp sẵn cái hệ thống loa, có tích hợp sẵn hệ thống microphone và guitar input ở trong một cái loa như thế này luôn, thì rõ ràng con Stage 320 này nó rất là tiện dụng. Và đối với con Stage 320 này á, nó cho các bạn hai cái option để mà các bạn để. Một là các bạn có thể để đứng như thế này để mà biểu diễn. Còn trong trường hợp là các bạn có cái phòng rộng hơn và các bạn có nhiều hơn một cái Stage 320, các bạn có hai con Stage 320 đi, thì các bạn có thể kết nối hai con này thành một cặp loa stereo, hoặc là các bạn sử dụng cái chức năng AuraCast để mà các bạn kết nối nhiều cái loa Stage 320 này trở thành một cái hệ thống loa lớn. Thì lúc đó cái việc mà đặt loa đứng như thế này đôi khi nó không gây ra cho cái người nghe, và nó không tạo cho cái người nghe được cái cảm giác là hưng phấn, là tại vì lúc đó toàn bộ cái woofer của nó sẽ đánh hướng tới như thế này. Thì quá nhiều cái loa hoặc là hai cặp loa mà để trong một cái phòng nhỏ, khi mà các bạn để cái hai cái woofer nó đánh như là một cặp loa bình thường á, thì có khả năng là nó sẽ gây ra cái hiện tượng là rối âm và chồng âm. Thế nên là nếu như các bạn có sử dụng hai loa hoặc là nhiều loa để mà kết nối, thì mình nghĩ là các bạn nên đặt nó nằm xuống. Và khi mà các bạn đặt nó nằm xuống như thế này, các bạn có thể để ý là cái loa này nó sẽ hướng xéo lên, chứ nó không hoàn toàn là nó nằm ngang. Và khi mà nó hướng xéo lên như vậy nè, các bạn để nó trên bàn cũng được, hoặc là các bạn để một loa đứng và một loa nằm,
thí dụ các bạn có 4 loa đi, các bạn có thể để một loa đứng và một loa nằm dành cho một kênh, thì như vậy tiếng của nó sẽ hài hòa hơn rất là nhiều. Và con này thì nó nặng khoảng chừng 18kg, 17kg mấy, 18kg nếu mà bỏ cái thùng ra. Và mình thấy là cái việc di chuyển của nó cũng không có gì gọi là khó khăn lắm. Cầm như thế này thì đúng là nặng thiệt các bạn. Tại vì cái bàn này nó cao quá. Trong trường hợp là các bạn muốn đẩy nó đi hoặc là di chuyển nó thì các bạn có thể thấy là nó được trang bị hai cái bánh xe rất là to, bự, chắc và hoàn toàn không có nghe tiếng gì hết nha các bạn. Đó. Chỉ có tiếng bánh xe nó va xuống dưới mặt bàn thôi, chứ ngoài ra là cái trục của bánh xe nó không phát ra tiếng gì cả. Và mình cảm giác đây là một cái bánh xe rất là bền bỉ. Ok. Rồi, trong trường hợp là các bạn kéo nó đi đường dài, không lẽ mình cứ sắp vậy đúng không? Thì ở đây nó cũng có cái quai. Đó, cái quai này làm tinh tế và chắc chắn hơn rất là nhiều so với lại cái đời Partybox 310 ngày trước. Đấy, làm rất là cứng cáp. Đã ha, đó giờ là các bạn muốn đẩy đi đâu các bạn cũng đẩy được thôi. Rất là đơn giản. Build con này rất là cứng cáp nha các bạn. Gõ mà thấy đau tay luôn á. Nói chung là nặng, cứng cáp và mình thấy là cái vật liệu với lại mọi thứ họ làm chỉnh chu á. Mình không có gì để chê về cái mức độ hoàn thiện của con JBL Stage 320 này cả. Ở phía sau này các bạn sẽ thấy là cái loa Stage 320 nó có một cái lỗ thoát hơi rất là to. Nó gọi đây là cái bass port. Thì toàn bộ cái cấu trúc của cái thùng loa này đó là cái thùng loa bass reflex. Và đây là cái chỗ để mà nó thoát cái hơi bass ra ngoài. Đối với những cái loa mà có cái bass port nó nằm ở phía sau thì mình nghĩ là các bạn có thể tận dụng cái bass port này để kích cái bass nhiều hơn bằng cách là các bạn tìm một cái góc nhà hoặc là các bạn để nó ở gần cái tường phía sau loa thì nó sẽ đẩy cái dải low bass lên rất là lớn, đôi khi là nó còn lớn hơn so với lại các bạn chỉnh cái chế độ bass boost mà các bạn để chế độ deep nữa. Ok, con này nó sử dụng Bluetooth là 5.4 và cái thời lượng pin của nó có thể nghe được liên tục là 18 tiếng mà ở khoảng cỡ 60-70% âm lượng. Thời gian sạc đầy của nó sẽ là 3 tiếng đồng hồ và nó có hỗ trợ sạc nhanh. Các bạn sạc 10 phút thì các bạn sẽ nghe được 2 tiếng. Mình thấy là đối với một cái loa di động thế hệ mới thì cái thời lượng pin đó với lại cái tính năng sạc nhanh nó là một cái điểm cộng tuyệt đối. Loa bự như thế này cũng có sạc nhanh nữa, đã thiệt. Mà con này hay lắm các bạn, đó là hả ở phía sau nó có cái chỗ để các bạn có thể giật được cục pin ra nha. Đây. Đây là cục pin của loa JBL Partybox Stage 320. Một cục pin này nuôi toàn bộ một con loa. Các bạn thấy đã không? Mình thấy cái việc mà họ thiết kế cái pin tháo rời này nó rất là tiện lợi nha. Nó không chỉ mang cái ý nghĩa về mặt tăng thêm cái tính di động và tiện lợi cho cái loa, mà nó còn biến cái loa Stage 320 này trở thành một cái loa trình diễn mọi lúc, mọi nơi. Và bất kỳ lúc nào mà các bạn muốn trình diễn, các bạn muốn hát, các bạn muốn đàn, các bạn muốn tập hợp anh em bạn bè để chơi bời, để karaoke hay gì đó, thì cái loa này lúc nào nó cũng sẽ ở trong tư thế sẵn sàng. Nếu như một viên pin này mà không đủ cho các bạn chơi trong vòng 18 tiếng thì các bạn cứ yên tâm mua thêm 1-2 viên nữa để mà dự phòng, sạc sẵn. Rồi hết thì đút vô mà nghe tiếp thôi. Tổng công suất của cái loa JBL Partybox Stage 320 là 240W RMS. Mình nghĩ ở trong cái phòng này chừng có 50m2 à. Mở kiểu nào nó cũng không được tới cỡ 120W RMS đâu các bạn. Nhưng mà mình thấy là ở cái mức độ mà cỡ 60-70% volume ở trên iPhone của mình thì cái mức độ phủ cái phòng cỡ 50m2 này là rất tốt. Tiếng nó rất khỏe, mạnh, dày và giàu sức sống. Giống như mình đã nói ở cái đầu video rồi, đó là con Partybox Stage 320 này, âm thanh của nó khác biệt so với lại cái đời 310 với lại cái đời 300 hồi lâu rồi. Nó hay hơn ở chỗ nào? Nghe cái là biết liền luôn. Đó là cái treble của nó lung linh, sáng hơn, sạch hơn, chi tiết hơn. Các bạn nghe rock cũng được, các bạn nghe rap cũng được, các bạn nghe dance, trance, house cũng được. Nhưng mà khi mà mình khen về dải trung và dải cao của nó nhiều quá thì sẽ có nhiều anh em ngại rằng con này nó sẽ thiếu bass. Yên tâm luôn là con Partybox Stage 320 này không hề thiếu bass nha. Và tiếng bass ở cái mức độ bình thường thì nó quýnh gọn gàng, sạch sẽ, đánh rất là cân bằng so với lại trung với lại dải cao. Nhưng mà nếu như các bạn cần cái bass của nó mạnh hơn để các bạn nghe những cái loại nhạc giống như là hip hop, trap hoặc là dubstep thì các bạn sẽ kích hoạt cái chức năng bass boost của nó lên.
Đối với cái bass boost ở trên con JBL Partybox Stage 320 này thì mình thấy là nó có hai cái chế độ. Hai cái chế độ này các bạn sẽ coi ở trong cái app Partybox ở trên iPhone đó, thì nó sẽ có hai cái chế độ, một là punchy, hai là deep. Thì nếu như các bạn để cái chế độ là deep có nghĩa là nó sẽ tăng cái phần giải trầm ở khoảng 60Hz, 50Hz, 40Hz, 30Hz xuống. Theo thông số kỹ thuật thì con này nó sẽ đánh từ 40Hz cho tới 20kHz. Thì mình thấy là cái việc mà nó tăng cái giải trầm lên một chút xíu nó cũng là một cái điều tốt để mà các bạn có thể nghe được những cái thể loại nhạc dè dè, giống như là mình nói nãy giờ, giống như là rap, mấy cái nhạc mà nó cần cái low end nó un. Nhưng mà được một cái là con Stage 320 này khi các bạn bật cái chế độ deep đó lên rồi, cái mà các bạn nhận thấy nó không phải là cái thể chất, có nghĩa là cái số lượng bass ở trong một bài nhạc nó không tăng lên, nhưng mà các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn cái hơi của cái dải bass, giống như các bạn nghe cái bài mà Côn Đồ Trên Con Đò của Đạt Maniac, hoặc là các bạn nghe cái những cái bài như là Mở Mỏng rồi Mr. Lucky của Dilo nó mới rap ở trên Rap Việt đó, thì các bạn nghe cái hơi của cái bass nó rất là rõ khi các bạn bật cái chức năng bass boost mà để chế độ là deep. Còn đối với cái chế độ punchy, có nghĩa là punchy có nghĩa là như là nắm đấm, đúng không? Nắm đấm thì nó đấm vào đầu, nó đấm vào ngực. Khi mà các bạn đi nghe live hoặc là các bạn đi vào bar, các bạn đi vũ trường thì các bạn sẽ thấy cái dàn loa ở trong vũ trường nó quýnh bùm bùm bùm, các bạn có cảm giác rất là tức ngực. Thì cái giải âm mà làm cho các bạn tức ngực đó nó khoảng 80, 100, 120, 150 dạng dạng như vậy, thì nguyên cái khúc đó nó sẽ đẩy lên. Thì ở chế độ punchy nó sẽ củng cố cái giải âm đó lên và nó cho cái giải bass của chúng ta một cái lực mạnh hơn. Thì cái này các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn là các bạn để ở trong cái chế độ deep. Và đối với dòng nhạc nào thì các bạn sẽ tăng cái upper bass lên, có nghĩa là các bạn để ở chế độ punchy, đó là mình nghĩ là khi các bạn nghe rock nè, khi các bạn nghe pop nè, khi các bạn nghe house hoặc là electronica giống như là nhạc của Daft Punk á, thì các bạn tăng bass lên và để chế độ punchy, các bạn sẽ nghe cái tiếng bass nó hào hứng hơn và nó sôi động hơn. Hình như là mình đã nói gần hết rồi, còn một vài cái giống như là con này nó có cái vòng chỉnh màu và nó có thể thay đổi cái hệ thống đèn của nó, và đồng thời là các bạn có thể sử dụng cái app Partybox để các bạn có thể điều chỉnh được màu đèn, gán một số những cái lệnh custom ở trên loa. Và ngoài ra mình nghĩ để mà khai thác được JBL Partybox Stage 320 một cách triệt để thì các bạn nên dành thời gian để làm quen với nó. Làm quen ở đây có nghĩa là làm quen gì? Làm quen về hệ thống EQ ở trong cái app Partybox. Về phần âm thanh của Partybox Stage 320 thì hãng có giới thiệu là con này nó ứng dụng một cái công nghệ gọi là công nghệ JBL Pro Sound, và nó được triển khai bằng AI, có nghĩa là ở bên trong nó sẽ có một cái thuật toán để mà nó theo dõi cái tín hiệu đầu vào, cái thể loại nhạc đầu vào, và nó sẽ thay đổi, nó điều chỉnh cái EQ theo thời gian thực để làm thế nào mà cái âm thanh của nó phát ra nó tốt nhất. Cái công nghệ AI mà mình vừa nói tới á, thì nó sẽ là cái Equalizer JBL Signature ở trong cái app Partybox ở trên iPhone hoặc là trên điện thoại Android mà các bạn có thể tìm thấy. Thì cá nhân mình đánh giá là cái chất âm của cái Equalizer này, cái JBL Signature này là nó rất tốt, êm ái, dễ nghe, sáng và cân bằng. Nó không để cho những cái bass mid-trap không có một cái giải nào nó trội hơn hẳn so với lại cái giải nào cả. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp là các bạn có một cái gu nhạc khác lạ hơn, và đặt trường hợp là con JBL Stage 320 này nó sử dụng một cái module amplifier và một cặp củ loa, bốn cái driver cũng thuộc dạng là chất lượng cao, thì các bạn nên chọn vào cái custom và các bạn nhấn vào phần edit. Thì trong này nó sẽ cho các bạn là 1, 2, 3, 4, 5, 5 giải âm để các bạn có thể tùy chọn. Mình thấy là cái việc mà chỉnh equalizer ở một cái con loa lớn như thế này là cần thiết nha các bạn. Tại vì loa nó khác với lại tai nghe. Tai nghe các bạn chụp vô tai thì nó chỉ đánh thẳng vào trong lỗ nhĩ của bạn thôi, nhưng đối với một cái loa thì nó đánh nó dội phòng tứ tung cả. Và nếu như các bạn biết là nó hụt cái giải âm nào và nó thiếu cái giải âm nào, thì khi các bạn chỉnh lên và các bạn chỉ cần một số những cái điều chỉnh nhẹ nhàng theo phòng của bạn thôi, giống như là kích trép kéo mic lùi lại về hoặc là kích bass lên, thì một con loa từ dở nó có thể biến thành hay bất cứ lúc nào.
nếu như các bạn chịu khó làm quen và các bạn chịu khó khai thác cái phần equalizer của nó. Thì ở trong cái app này nó cũng sẽ cho các bạn chọn một số những cái effect về light control, có nghĩa là chọn về ánh sáng, màu sắc. Effect lab có nghĩa là những cái âm thanh để mà khuấy động những cái buổi tiệc. Mình không hiểu đó có nghĩa là gì lắm, nhưng mà để mình cho các bạn nghe thử nha. Tiếng của nó nghe nó hơi vô tri á, nhưng mà thí dụ như thế này gọi là khuấy động buổi tiệc. Mình không biết các bạn nghe cái này các bạn có thấy khuấy động không? Bạn nghe thử. Nghe chưa? Giờ nghe lại ha. Nghe coi các bạn có thấy bị khuấy động không? Let's party! Nghe nó rất là vô tri, mình không biết tại sao cái này nó có thể khuấy động được. Ok, như vậy là xong rồi đó. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi cái video giới thiệu trên đây, cái loa JBL Party Box Stage 320 này. Cảm ơn mọi người.